Sở Y tế Hậu Giang tổ chức hội nghị câu lạc bộ giám đốc Sở Y tế với 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng bàn bạc các giải pháp nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng tăng, tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh vẫn còn chủ quan. Mưa kéo dài liên tục, chi phí sản xuất vụ hè thu của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Một số diện tích lúa sắp thu hoạch chín rụt trên đồng. Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Hậu Giang. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2016. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, câu lạc bộ giám đốc Sở Y tế các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt định kỳ nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lý bệnh viện có cơ hội cập nhật, trao đổi kinh nghiệm quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Với ý nghĩa này, sáng nay Sở Y tế tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị câu lạc bộ giám đốc Sở Y tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 năm 2016 với chủ đề ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế. Tham dự hội nghị có ông Lê Hùng Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng lãnh đạo các sở y tế của 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Về phía đơn vị tỉnh Hậu Giang có ông Trọng Giang Thanh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Được biết toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có 1.084 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 1.082 cơ sở đã triển khai hệ thống quản lý thông tin, kết nối liên thông khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99%. Riêng tại Hậu Giang, phần mềm quản lý thông tin khám chữa bệnh đã được triển khai ở 74 trong tổng số 76 cơ sở y tế. Ngoài ra, có 11 cơ sở có giường bệnh cấp huyện và cấp tỉnh đều được trang bị phần mềm khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các phần mềm chưa có sự đồng bộ, một số kỹ thuật chưa hoàn thiện và chưa được quan tâm đúng mức. Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, hội nghị thống nhất nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế các tuyến trước ngày 30 tháng 6 năm 2016. Hội nghị cũng đã thống nhất chủ đề tự chủ tài chính kinh tế ngành y tế cho hội nghị câu lạc bộ giám đốc Sở Y tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 7 diễn ra tại Sóc Trăng vào năm 2017. Trước đó, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đến tham dự lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ 9 năm 2016, khu vực 5. Lễ khai mạc còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hơn 1.600 vận động viên tham dự. Đây là ngày hội của học sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần hoàn thiện nhân cách, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho các em. Đến với hội khỏe phù đổng lần này, Hậu Giang có 110 vận động viên tham gia ở 7 môn điền kinh, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, bóng đá, quân đội, nhảy gậy và 3 môn không tham gia thi đấu là bơi lội, bóng chuyền và xây dựng nhiên liệu. Với tinh thần giao lưu học hỏi và thi đấu hết mình, các vận động viên Hậu Giang đã thể hiện sự quyết tâm của mình ngay trong lễ khai mạc. Khi em đến đây em cảm thấy rất là hào hứng. Để khi đến đây em được rèn luyện sức khỏe và trao đổi tri thức cùng với các bạn rất là vui ạ. Tạm giành chiến thắng cho tỉnh Hậu Giang của chúng em. Kiến thức bên ngoài nó còn rộng lớn và còn có nhiều bạn có tiềm năng hơn, có năng khiếu. Qua đó thì cũng thấy là mình nên cố gắng để phấn đấu để bằng với các bạn tỉnh khác. Trước khi đến với ngày hội, Hậu Giang đã có sự chuẩn bị chu đáo từ một tháng trước. Theo đó, thời gian để các vận động viên tập luyện từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5 được chọn lựa từ các học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Để khích lệ các em, ngoài những giải thưởng theo quy định, thì Sở Giáo dục Đào tạo Hậu Giang còn khuyến khích thêm các giải thưởng từ 1 đến 3 triệu đồng cho cá nhân và 5 đến 10 triệu đồng cho tập thể. Trong thời gian qua, hơn một tháng qua là các vận động viên Hậu Giang đã cố gắng tập luyện hết sức mình và đến đây cố gắng thi đấu để đạt thành tích cao nhất. Hội khỏe phù đổng toàn quốc đã trở thành ngày hội của tuổi trẻ học đường cả nước. Theo định kỳ 4 năm tổ chức một lần, qua mỗi lần tổ chức, ngày hội đã góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và giáo dục nhân cách cho các em. Hội khỏe phù đổng sẽ được kéo dài đến ngày 3 tháng 6 năm 2016.
phủ vừa ban hành Nghị định 47 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 5. Cụ thể, đối tượng người hưởng lương phụ cấp nêu trên gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức, quốc phòng, lao động, hợp đồng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan, hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an Nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. Theo đó, mức lương cơ sở mới sẽ chính thức tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng từ ngày 1 tháng 5. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2016. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, vừa qua Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức khởi công xây dựng công trình trụ sở Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ. Công trình được xây dựng trên diện tích 300m², đặt tại khu vực 2 phường Thuận An, gồm một trệt một lầu, 6 phòng làm việc, hội trường có sức chứa 120 chỗ ngồi, do Liên đoàn Lao động tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây dựng gần 2 tỷ đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đầu tư 1 tỷ 800 triệu đồng, phần còn lại được cân đối từ nguồn ngân sách địa phương. Dự kiến công trình hoàn thành trong thời gian 150 ngày. Thưa quý vị, uống nước nhớ nguồn là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ trước đến nay. Thời gian qua, cùng với các chính sách chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, Hậu Giang còn đặc biệt quan tâm tôn vinh sự nghiệp cách mạng, công nhận liệt sĩ và truy tặng bằng tổ quốc ghi công như là một sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các bậc cha ông đi trước. Với ý nghĩa đó, mới đây, Phòng Lao động Thương binh Xã hội Quyền Dự Thủy tổ chức buổi trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn quyền. Đợt này có 18 bằng tổ quốc ghi công đã được trao cho thân nhân các liệt sĩ nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ để hy sinh giành độc lập cho tổ quốc, đồng thời động viên gia đình vượt đau thương mất mát, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Được biết, từ đầu năm đến nay, Dự Thủy đã cấp hơn 100 thẻ bảo hiểm y tế, bàn giao 136 căn nhà tình nghĩa, trợ cấp thường xuyên cho hơn 5.400 đối tượng chính sách. Tiếp theo là một số thông tin y tế. Thưa quý vị, theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5 trường hợp sốt phát ban dạng sởi và không có ca bệnh dương tính với sởi. Đây là hiệu ứng tích cực qua việc triển khai các chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella thời gian qua. Theo đó, có trên 185.000 trẻ từ 1 đến 17 tuổi miễn dịch với bệnh sởi rubella, tỷ lệ tiêm đạt trung bình trên 98%. Song song đó, ngành y tế cũng duy trì việc tiêm vaccine sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng hàng tháng cho trẻ. Qua đó khẳng định tiêm vaccine là giải pháp phòng bệnh sởi hiệu quả nhất. Trong khi tình hình dịch sởi rubella được kiểm soát tốt, thì bệnh sốt xuất huyết ở các địa phương đang có diễn biến khá phức tạp. Tại Quyền Du Thủy, mặc dù hiện nay chỉ mới bắt đầu mùa mưa, nhưng các ca mắc bệnh trên địa bàn có chiều hướng tăng so với vài năm trở lại đây. Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, Quyền Du Thủy xảy ra 10 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 9 ca so với cùng kỳ. Cũng theo ngành y tế huyện, hơn một tháng qua, dịch sốt xuất huyết có chiều hướng chững lại, chỉ xảy ra thêm một trường hợp. Tuy nhiên, những ngày qua do thời tiết và mùa mưa, mật độ muỗi xuất hiện khá nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục vận động người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, vật chứa nước xung quanh nhà, hạn chế nơi trú ẩn, sinh sôi của muỗi. Thưa quý vị, chỉ trong gần 2 tháng trở lại đây, đặc biệt từ đầu tháng 4, số người mắc sốt xuất huyết tại Hậu Giang tăng rất nhanh, gấp 3-4 lần. Đây thực sự là điều đáng quan ngại, bởi thực tế hiện nay các ca mắc không chỉ xuất hiện vào mùa mưa mà ngay cả trong mùa khô, điều mà ngành chuyên môn chưa thể lý giải nguyên nhân. Và mối lo khác là sự chủ quan từ chính các bậc phụ huynh trong việc phòng ngừa sốt xuất huyết cho trẻ. Trong khi theo dự báo từ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, thời gian tới bệnh này sẽ còn diễn biến bất thường và khó lường hơn. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 118 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhưng số ca mắc đã tăng gần 4 lần so với thời điểm này năm ngoái.
Trong đó, Phụng Hiệp là địa phương mắc bệnh nhiều nhất với 32 trường hợp. Điều đáng lưu tâm là các bậc phụ huynh còn chủ quan với loại bệnh nguy hiểm này. Ban đầu thì bé bị nóng, nóng sốt, nóng dữ dội thì lờ đờ rồi thấy bé có ho, ho sổ mũi rồi chở đi bệnh viện. Bé hiện nay bị sốt rồi đương theo dõi cũng chưa biết, không biết là phải bị sốt xuất huyết hay không. Em nó nhà nó nóng, rồi sốt 2-3 ngày, ở nhà mình tính là bình thường thôi. Rồi đến nỗi ngày đưa vô đây là quá trời nhiều đi. Thời gian qua, ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền đến các địa phương về phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, bệnh này vẫn chưa có dấu hiệu chừng lại. Theo quy luật, cao điểm của bệnh này từ tháng 6 cho đến tháng 10. Thế nhưng, thời gian gần đây, sốt xuất huyết diễn biến không theo quy luật đó mà đang bùng phát bất cứ thời điểm nào trong năm. Khi chúng ta mắc thì rất là khó định danh. Biết chung là cái bệnh sốt xuất huyết thôi nhưng mà không có biết rõ là cái loại nào. Và cái thứ hai nữa là khi mắc bệnh sốt xuất huyết rồi thì chắc chắn là sẽ mắc lại. Chứ không có được miễn dịch giống như một số cái bệnh miễn dịch khác. Mặc dù chưa có trường hợp tử vong, nhưng điều đáng lo ngại là bệnh đang tăng nhanh và diễn biến phức tạp. Theo dự báo của ngành y tế, những tháng cuối năm bệnh có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Vì thế, phòng bệnh là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người. Một khi có biểu hiện sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Mưa kéo dài liên tục, chi phí sản xuất vụ hè thu của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Một số diện tích lúa sắp thu hoạch chín rụng trên đồng. Hậu Giang nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông từ đây đến cuối năm, trong đó tăng cường kiểm soát tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin nông nghiệp. Thưa quý vị, đến thời điểm này, nông dân thị xã Long Mỹ đã gieo sạ dứt điểm lúa hè thu 2016 với diện tích gần 10.000 ha. Các trà lúa đang trong giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Hiện các diện tích trồng lúa RVT theo hợp đồng đã được công ty bao tiêu với giá sàn là 5.000 đồng một ký. Theo tính toán, với giá này khi thu hoạch nông dân lời 2.000 đồng một ký. Vụ hè thu 2016, nông dân thị xã Long Mỹ gieo sạ hơn 600 ha lúa RVT, trong đó có gần 250 ha được doanh nghiệp bao tiêu. Những vụ lúa gần đây, ngoài bộ giống chủ lực là OM5451, thì nông dân thị xã Long Mỹ dần có xu hướng chọn giống RVT để gieo sạ vì được bao tiêu giá cao, đầu ra ổn định do có phẩm chất hạt gạo đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong khi đó, tại huyện Châu Thành A, nhiều nông dân đã xé rào xuống giống 60 ha lúa thu đông, tập trung ở xã Tân Hòa, Trường Đông Tây và đang có nguy cơ bị nhiều dịch bệnh tấn công. Vì vậy, để né rầy trong vụ thu đông tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên đồng thường trực huyện khuyến cáo nông dân tập trung vào hai đợt, đồng thời tiến hành vệ sinh đồng ruộng trước khi xuống giống. Căn cứ lịch xuống giống vụ thu đông này, đợt 1 từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 6, đợt 2 từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 7. Ban chỉ đạo cũng khuyến cáo trước khi cày, trục nên phun nấm Trichoderma để trơm rạ mau phân quỷ, không gây ngộ độc hữu cơ. Phải đảm bảo thời gian cách ly tối thiểu 15 đến 20 ngày để cắt đứt nguồn lan truyền dịch hại cho lúa thu đông 2016. Về giống lúa, Ban chỉ đạo khuyến cáo nông dân nên sử dụng các giống có khả năng chống chịu rầy nâu, bệnh đầu ôn như OM6932, OM6976, OM5451, OM4218, OM7374, AB2010, AGBBS135, AGBBS140. Hạn chế sử dụng các giống nhiễm như OM576, OM1490, IR50404. Tình hình gieo sạ lúa thu đông của người dân không chỉ có nguy cơ ảnh hưởng bởi các loại dịch hại mà ngay cả lúa hè thu trong giai đoạn thu hoạch cũng đang bị đổ ngã làm giảm năng suất. Đó là những gì mà người dân trồng lúa tại Hậu Giang đang phải đối mặt do tình hình mưa lớn trong nhiều ngày qua, trong khi nhiều diện tích lúa đã chín rụng ngoài đồng. Vậy là sau đợt hạn mặn kéo dài, thêm một vụ mùa không thuận lợi khiến cho người trồng lúa canh cánh nhiều nỗi lo. Ghi nhận mới nhất về tình hình này tại huyện Phụng Hiệp. Nhìn ba công lúa IR50404 chín sập trên đồng, ông Nguyễn Thành Tính, ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, không khỏi lo lắng. Vì chỉ qua một cơn mưa lớn kéo dài đã làm hơn 70% diện tích lúa
phải chìm sâu trong nước. Mình trong cắt máy đây mà mưa gió điều này nước nôi gì đó không biết mà máy nó cắt mình không. Ba con đất là con cắt công 500 ngàn rồi. Rồi chi phí mình công 1.000.000 nữa là thấy 2 triệu mấy bạc rồi bán được nhiêu lượng lúa sụp. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài đã làm giá lúa tại huyện Phụng Hiệp giảm từ 100 đến 200 đồng một ký. So với giá lúa đầu vụ 4.500 đến 4.700 đồng một ký. Riêng đối với những diện tích lúa bị đổ ngã đã làm chi phí thuê máy gặt đập liên hợp đội lên 15-20% so với bình thường. Hiện một số nông dân đã chủ động cắt tay những chỗ đổ ngã nhằm hạn chế trà lúa lên mộng. 3-4 ngày nay lúa cũng bị gió dông chập nhiều lắm, thành thử ra lúa cũng hao phần nào. Mặc dù lúa đứng mà nhưng bây giờ nó chập xuống nước cũng có, nó có lên mộng đó. Bà con là nên tận dụng thời gian mà đối với cái thời tiết mà thuận lợi, tức là thời tiết nắng nên là coi như thu hoạch nhanh gọn đối với cái diện tích lúa đã chín. Cái thứ hai đó là trên cái diện tích mà lúa mà nó chín muộn thì như vậy bà con nên tăng cường bón kali để tạo cái tính cứng cây, chống đổ ngã và đồng thời để nó nâng cái chất lượng cái hạt gạo. Vụ lúa hè thu năm 2016 toàn huyện Phụng Hiệp xuống giống trên 20.000 hectare. Đến nay đã thu hoạch gần 300 hectare. Ngoài ra có khoảng 200 hectare lúa hè thu đã tới ngày thu hoạch, nhưng do mưa lớn nên lúa vẫn còn chín trên đồng, tập trung ở hai xã Tân Bình và Bình Thành. Với giá lúa giảm và chi phí thu hoạch tăng cao như hiện nay, thì mỗi công lúa nông dân chịu thất thoát trên 500.000 đồng. Quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, bị thương 11 người, chết 29 người. So với cùng kỳ năm 2015, tăng 1 người chết. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này vẫn là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Đặt ra yêu cầu đối với lực lượng cảnh sát giao thông trong việc tăng cường tuần tra kiểm soát, kiềm chế tai nạn giao thông trong những tháng còn lại. Qua thống kê, trong 35 vụ tai nạn giao thông, thì đã có đến 21 vụ xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Thời gian xảy ra tai nạn từ sau 18 giờ đến 24 giờ, đa phần là các đối tượng từ 27 đến 55 tuổi. Đặc biệt, đối với các vụ tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, chủ yếu do người dân trèo qua hàng rào chắn để qua đường, đi ngược chiều, cùng với đó là các lỗi vượt quá tốc độ quy định, say rượu bia khi điều khiển phương tiện. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn mỏng, địa bàn phụ trách rộng, nên chưa đảm bảo trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Ngoài ra, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ còn thiếu, nên hiệu quả mang lại chưa cao. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cái lực lượng tăng cường với công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn mà phức tạp về cái tình hình trật tự an toàn giao thông để kịp thời xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm, cái nguyên nhân là tiềm ẩn dẫn đến cái tai nạn giao thông, để làm tốt công tác phòng ngừa tai nạn xảy ra trên địa bàn. Cái thứ ba nữa thì chúng tôi cũng đã phối kết hợp chặt chẽ cùng với các cái lực lượng có liên quan khảo sát những cái điểm bất hợp lý về cái trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, để kiềm chế tai nạn giao thông 6 tháng cuối năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh các biển báo tốc độ, biển hướng dẫn giao thông bất hợp lý và giải quyết các điểm đen giao thông. Đồng thời, phối hợp với Thanh tra Giao thông tỉnh, tổ chức kiểm tra xe chở quá tải trọng cho phép, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông trên từng tuyến đường. Đến đây, chương trình thời sự tối của Trung Hậu Giang xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.